Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vựa ô ly bài tập toán lớp 1 cánh diều. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 68 đồng hồ và thời gian. Thầy giới thiệu về cái đồng hồ. Đây. Thầy có một cái đồng hồ đây. Thường thường thì cái kim người ta họ sẽ làm là cái kim giờ là nó ngắn hơn. Nó ngắn hơn và nó mập mập hơn, nó mập hơn. Thứ nhất là nó ngắn, thứ hai là sẽ mập. Thì đây gọi là cái kim giờ. Và cái kim này là cái kim kim phút, nó dài hơn, nó dài hơn mà ốm hơn, thì đó gọi là cái kim phút. Thì hiện tại thì chúng ta sẽ đang học là vừa đúng. Vừa đúng là cái kim phút này luôn luôn nó chỉ số 12, nó gọi là vừa đúng. Được. Còn cái kim vừa nó luôn luôn nó chỉ đúng con số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, chứ nó không có nằm ở giữa kỷ lưng chừng như thế này. Được. Đó gọi là vừa đúng. Ví dụ như thế này thì cái kim vừa này ở số 4, cái kim này đúng số 12 gọi là 4 vừa. Ví dụ như thầy quay một vòng như thế này, cái kim phút nó quay một vòng này, cái kim dừa này là nó từ số này nó qua số này, đây là 5 giờ. Đó. Thầy quay một vòng như thế này thì đây là 6 giờ. Đó. Thầy quay một vòng như thế này nó là 7 giờ. Đó, dài cây này 7 giờ, tương tự 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ. Đó. Rồi như vậy là cái đồng hồ này là đang đây, đồng hồ này thì chúng ta thấy mập mập không? Nó mập mập. Nó ngắn hơn cái kim này. Cái kim này là cái kim dừa, cái cây ốm ốm mà dài dài này là cái kim phúc. Đó, tất cả là đều là vừa đúng. Vừa đúng là vừa tròn là con số cây kim phúc này luôn luôn chỉ số 12. Đây, đang chỉ số 8 là 8 dừa. Cái này là 9 dừa. Cái này là hai cái kim trùng nhau. Hai cái kim trùng nhau đó là 12 giờ. Đó, cái kim phúc và kim kim dừa nó trùng nhau. Này là 3 giờ. Câu B, vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ chỉ đúng giờ. Cái kim ngắn là cái kim dừa ra, cái kim ngắn là cái kim dừa. Đây là 5 giờ. 5 giờ thì chúng ta sẽ vẽ xuống số 5, nhưng mà chúng ta phải vẽ ngắn hơn cái kim kia nha. Đó, bấy nhiêu là được rồi. Đó. Đây là 7 giờ. Chúng ta nấu xuống với số 7. Ngay chỗ cái tâm của cái này. Này là 6 giờ. Đây lại. Cái này là 11 giờ. Là nó chưa khô mực nó lên. Chúng ta qua bài số 2. Quan sát tranh và điền giờ thích hợp vào chỗ chấm. Em đến trường lúc. Đây cái đồng hồ này là cái kim mập là cái kim chỉ giờ này, đây là 7 giờ. Lúc 7 giờ. Em tan học lúc 4 giờ. Này là em ăn trưa lúc 11 giờ. Em ra chơi lúc này là 9 giờ. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3, nấu tranh với đồng hồ thích hợp. Minh đi siêu thị lúc 10 giờ. Rồi chúng ta đi tìm cái đồng hồ 10 giờ ha. Cây kim ngắn là cái kim chỉ giờ. Đây cái đồng hồ này chỉ 10 giờ này. Rồi. Chúng ta nấu xuống. Mình chơi bóng đá lúc 4 giờ chiều. Đây, cái bàn lục. Cây kim phúc chỉ 12. Cây kim diều chỉ số 4. Mình đi tắm lúc 5 giờ. Đây, cái đồng hồ này 5 giờ.
Mình học bài lúc 8 giờ tối. Tiếp tục chúng ta sẽ qua bài số 4. Vẽ thanh kim ngắn vào đồng hồ thích hợp. Đây là 8 giờ. 8 giờ thì chúng ta vẽ xuống số 8 ha. Đó, vẽ cái đó là được rồi. Này là cái này là về thăm bà được. Ra phụ bà trồng trồng cải. Đây là 10 giờ. Rồi cái này là quay về nhà lại nè, như là lúc 5 giờ. Rồi cái này là soạn đồ để ngày mai đi học lúc 9 giờ. Cái này là mẹ à. À, cái này là bé chứ. 9 giờ. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi để kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy thì có cái phần mô tả. Trong phần mô tả thầy có để sẵn cái đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm nhé. Chúc các em học giỏi.